Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi phần tin tức sáng nay. Và thưa quý vị, ở tại Florida đó thì vào tháng trước xảy ra cái chuyện đó là có một người nhân viên coi sóc cái cây cầu, không phải coi sóc là sửa chữa, mà quý vị biết có những cái tiểu bang chẳng hạn như Florida có rất nhiều những cái cây cầu mà phía dưới là cần thuyền phải chạy ngang qua, rồi bên trên là xe cộ đó, thì mỗi lần ở dưới thuyền chạy qua thì cây cầu nó sẽ nâng lên để cho thuyền đi, thưa quý vị, thì ở bên trên xe cộ không có qua lại, nhưng mà lại xảy ra cái chuyện đó là cái người coi sóc cái cây cầu này đó không để ý làm sao mà để cho một người phụ nữ đang lái xe đạp đi trên cây cầu mà cây cầu nó mở lên, cho nên người phụ nữ này bị té và bị chết. Thì đây là một cái video của cái cây cầu ở tại Florida, cây cầu Royal Park Bridge, thưa quý vị, nối liền West Palm Beach với lại cái hòn đảo Palm Beach. Thì như quý vị thấy đó, đáng lý ra là trước khi mà nâng cái cầu lên đó là sẽ có những cái hồi chuông giống y như ở cái đường ray xe lửa vậy đó, kêu rất là to để mà xe cộ mà họ đang đi ngang họ biết chuẩn bị đi qua thì không có đi nữa. Rồi sau đó những cái thanh chắn nó sẽ hạ xuống là xe bắt đầu không có qua. Rồi cái người nhân viên đó, như quý vị thấy trong cái video đó, là người đó sẽ đi ra ngoài đứng nhìn nhìn ngược nhìn xuôi để mà bảo đảm là hai phía cầu không còn ai ở trên nữa. Thì lúc này cái cây cầu họ mới nhấn nút cái cây cầu nó nâng lên, thì đó mới đúng là cái quy định. Tuy nhiên vào hồi ngày 5 tháng 2 tháng trước lúc 1 giờ trưa đó, ở trên cái cây cầu này, một người phụ nữ 79 tuổi đi xe đạp. Thì bây giờ theo lời các nhân chứng đó là bà đã đạp qua nửa cây cầu rồi, thưa quý vị. Thì lúc đó cái hồi chuông nó mới kêu lên, nhưng mà thì bà vẫn cố gắng bà đạp qua. Tuy nhiên có vẻ như cái người coi sóc cái cây cầu đó không có làm đúng là hạ những cái thanh xuống rồi đi ra ngoài để mà xem. Chỉ có nhấn chuông xong rồi nâng cái cây cầu lên. Thì cái người phụ nữ này khi mà cái cây cầu nó nâng lên ở cái khúc gập ở giữa đó, bà đã bị rớt xuống ngay cái khe đó và bà cố gắng bà bám, thưa quý vị. Thì một cái người lái xe họ đã đậu ở bên kia đó, họ ráng họ chạy đến, họ muốn kéo người phụ nữ lên nhưng mà không có kịp, bà tuột xuống, nhưng mà không có tuột xuống phía dưới mà bị bám ở trên này, là lại tuột té xuống cái nền xi măng này, đập đầu và chết ngay tại chỗ, thưa quý vị. Thì phía cái người nhân chứng nói là người phụ nữ này chỉ còn cách có 10 feet nữa thôi là lái qua được bên kia rồi. Thì có vẻ như cái người coi sóc cái cây cầu đó không có bước ra ngoài để mà nhìn xem và đã bấm nút mở cái cây cầu quá nhanh. Thì cái người coi cây cầu này đó là bà Artisua Lafay Park, 43 tuổi, thưa quý vị. Đây là người phụ nữ này. Sau khi cái cuộc điều tra của cơ quan West Palm Beach ở đây kéo dài suốt một tháng, thì vào ngày hôm qua bà Park đã chính thức bị bắt giữ. Phía các điều tra viên họ nói là trong cái quá trình điều tra đó, họ đã tịch thu cái cell phone của bà. Thì họ thấy là trong lúc mà bà mở cây cầu, bà không có sử dụng cell phone. Nhưng mà bây giờ đó thì vẫn họ vẫn chưa nói là lý do tại sao bà lại mở cây cầu lên lẹ như vậy. Và bà này có bước ra ngoài để mà nhìn xem xem có người hay không. Nếu như mà thấy thì đương nhiên sẽ không mở cây cầu để cho người phụ nữ 79 tuổi bị rớt chết như vậy. Và bây giờ đó... bà Park sẽ bị truy tố tội ngộ sát và lơ đễnh gây ra cái chết cho người khác, mà án tù nặng nhất ở Florida có thể lên đến 50 năm, thưa quý vị. Vấn đề cây cầu họ có những cái phương pháp để giữ an toàn, nhưng mà khổ nỗi là phải do người điều khiển cây cầu.
người điều khiển cây cầu phải để ý, cho dù đã bấm đèn báo hiệu, chúng tôi sang đây thấy rất nhiều lần, nghĩa là cũng có cầu chắn, vậy mà cũng có xe tìm cách chạy ngang á, thưa quý vị nhé. Họ vượt qua xe lửa, đường rầy xe lửa rồi, bị xe lửa đụng chết rồi phải không? Bây giờ cầu mở lên rồi vẫn tìm cách vượt qua, điên mà. Nhưng mà ở đây đó, Florida họ có cái luật người điều khiển cầu khi mà mặc dù bấm đèn báo động rồi nhưng mà thấy xe qua vẫn phải ngừng lại, phải ngừng không cho cái cầu lên nữa. Vậy mà có chừng nhiều trường hợp vì lơ đễnh không nhìn thấy cho nên họ vẫn bấm nút để cho cầu nó mở ra, thì dẫn đến cái tai nạn đáng tiếc này. Ngày hôm qua, ông cựu thống đốc California Arnold Schwarzenegger đã xuất hiện trên video và trong một lời kêu gọi khẩn thiết rất là cảm động, thưa quý vị, để kêu gọi lính Nga hãy buông súng đầu hàng, kêu gọi người Nga hãy ủng hộ hòa bình, chống lại cuộc chiến. Và ông nói rằng you can stop this war, tức là kêu gọi những người Nga hãy chống lại cuộc chiến này. Ông không hề nhắc tới Putin, ông chỉ nói đến cái tình trạng những kẻ lãnh đạo đưa ra cái chết cho những thường dân gây nên chiến tranh. Thì thông điệp mang tính phản chiến của Arnold Schwarzenegger hiện nay chưa biết được ảnh hưởng này như thế nào, và liệu rằng những người lính Nga có xem được, bởi vì ông trực tiếp gửi đoạn video này cho quân Nga. Và thậm chí đến cuối đoạn video ông vẫn gửi lời cầu chúc cho người Nga được bình yên. Bởi vì sao? Đây là đoạn video cho người Nga. Ông chỉ kêu gọi lính Nga hãy buông súng, đừng chiến tranh nữa, và chỉ có người Nga mới có thể kết thúc cuộc chiến này. Ông không kêu gọi lật đổ Putin, nhưng mà một hình thức gián tiếp là không chấp nhận những cái tuyên bố của Putin này. Thế nhưng thay vào đó, thưa quý vị, đây là hình ảnh để cho thấy rất nhiều người Nga vẫn ủng hộ Putin như thường. Cho dù Putin giết con nít, giết trẻ em, đưa ra một cái cuộc chiến điên cuồng, giả tạo ra một cuộc chiến, thế nhưng đối với những người Nga, họ nghĩ rằng đó là điều cần thiết để giữ cho nước Nga trở thành một liên bang Xô Viết cũ. Thực ra họ nói rằng trong thời gian qua đó, những người Nga từng ủng hộ cho tư tưởng độc tài của Putin còn nhiều lắm. Tương tự như ở Việt Nam vẫn có nhiều người ủng hộ cho nhà cầm quyền Cộng sản, vẫn ủng hộ cái chế độ Cộng sản, vẫn tôn thờ cuộc cách mạng, giải phóng đất nước, vân vân. Thì đối với người Nga cũng tương tự như thế. Những tin tức mà chúng ta nghe thấy rằng người Nga bỏ nước ra đi hàng loạt đó, nó là một con số rất nhỏ so với dân số của nước Nga và số ủng hộ cho Putin. Putin đã xuất hiện ngày hôm qua để vận động tinh thần dân chúng. Mà trước khi xuất hiện á, là ông đã lên trên đài truyền hình và chửi bới những kẻ nào chống lại cuộc chiến này. Ông nói đây là những kẻ cặn bã xã hội, những con sâu ruồi nhặn, và ông sẽ trừng trị. Ông nói tới thẳng tới những người biểu tình tại thủ đô Moscow hoặc là St. Petersburg là những cặn bã xã hội. Và thay vào đó, ông vận động. Cảnh sát Nga ngày hôm nay cho biết có hơn 200.000 người Nga đã tụ tập về cầu trường ủng hộ cho Vladimir Putin. Và quý vị thấy đây là những người không tin vào những tin tức ở nước ngoài. Họ không tin vào những cái vụ mà tàn phá giết người của Putin. Bởi vì Putin nói, đây không phải là một cuộc chiến, đây chỉ là một cuộc giải phóng Ukraine, để Ukraine thoát khỏi bàn tay đẫm máu của những kẻ phát xít Đức. Vậy mà người Nga họ tin, thưa quý vị. Họ nói rằng, ô, tất cả những hình ảnh mà quân Nga tàn phá đất nước Ukraine á, là do bên phía phương Tây và Hoa Kỳ dựng lên trong một cái cuộc chiến tranh lạnh từng có trước đây. Họ tin tưởng và họ vẫy cờ Nga và hô vang khẩu hiệu nước Nga muôn năm, nước Nga muôn năm. Cho nên mức ủng hộ cho Putin vẫn còn đó,
Và Putin đang rất cần sự ủng hộ này để mà tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine. Và đó là một cái vấn đề lớn hiện nay. Và họ nói thêm, cái phương cách mà tuyên truyền của nước Nga vô cùng hữu hiệu, của Putin vô cùng hữu hiệu. Và đó là lý do ông đã, nghĩa là một thân một mình, tức là quậy phá cả một cái hiến pháp của nước Nga trong thời gian qua để tiếp tục lãnh đạo nước Nga bằng bàn tay độc tài của mình. Chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi.